Bệnh nhân là anh Hát, ngụ tại Phú Thọ. Khi đang đi câu cá dưới dòng điện cao thế, anh bất ngờ bị điện giật, ngã xuống ngừng tim. May mắn khi có bạn câu biết cấp cứu, xử trí tại chỗ và vận chuyển đến bệnh viện tuyến huyện, tiếp tục cấp cứu ngừng tim, sốc điện. Sau khi cấp cứu khoảng 10 phút, tim bệnh nhân đã đập trở lại và tiếp tục được hồi sức, duy trì hai loại thuốc vận mạch liều cao và được liên hệ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, phù phổi, huyết động chưa ổn định. Bỏng sâu độ 3, 4, 5, diện tích trên 20% tại vùng bụng, bàn tay và bàn chân hai bên. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhất trong lĩnh vực hồi sức, hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, lọc máu, thăm dò huyết động. Sau 72 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã được dừng hạ thân nhiệt, bỏ máy thở, cắt thuốc trợ tim, vận mạch và ý thức tỉnh hoàn toàn. Tuy nhiên, với tình trạng bỏng sâu đa vị trí, người bệnh được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị chuyên khoa. Qua trường hợp trên, tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyên cáo, người dân nên lưu ý tránh xa khu vực đường điện cao thế để tránh nguy cơ bị điện giật. Người bị điện giật thường dẫn đến rối loạn nhịp nặng nề, thậm chí ngừng tim nhanh chóng. Việc cấp cứu ban đầu tại chỗ, tại tuyến y tế cơ sở rất quan trọng, sau đó cần nhanh chóng đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế đủ điều kiện để tiếp tục điều trị. Thời gian từ khi tái lập tuần hoàn tự nhiên đến khi tiến hành hạ thân nhiệt, tốt nhất là ở dưới 6 giờ. Ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả. Tử vong và tàn tật sau ngừng tuần hoàn là những mối đe dọa cho sức khỏe của cộng đồng. Mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị, tỷ lệ sống sót ở người bệnh sau ngừng tuần hoàn còn thấp. Phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy hay hạ thân nhiệt chủ động giúp giảm chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để chống viêm, phủ não, bảo vệ não và các mô, cơ quan. Các tổn thương não sau ngừng tuần hoàn thường không hồi phục và để lại di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, việc hạ thân nhiệt kịp thời sẽ giúp ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương này, từ đó giúp người bệnh có nhiều cơ hội hồi phục hơn, mang lại kết quả điều trị tốt, đồng thời hạn chế tối đa di chứng thần kinh, tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân cho biết. Chia sẻ về trường hợp bị điện giật khi đang câu cá, bác sĩ Phùng Chí Nhân, giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết. Thực ra về những trường hợp này thì mình vẫn khuyên cái trường hợp mà câu cá xong rồi bị điện nó phóng vào này thì mình khuyên các bạn ấy là nói chung là đã cầm cần câu thì tránh xa các khu vực có cái đường điện ra, vì là đây không phải bạn ấy chạm cần vào điện đâu, mà là bị điện cầm cần, nó điện nó phóng từ trên đường dây điện vào cái cần câu của mình ấy. Đó là những cái tình huống mà không thể lường trước được. Là cái mình muốn gửi cái thông điệp đến cho mọi người là bây giờ thì bọn mình cũng muốn gửi đi những cái lời này rất là nhiều để cho mọi người dân họ hiểu được, nhưng mà nhiều khi họ chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì họ chưa hiểu. Bọn mình muốn nâng cao cái khả năng cấp cứu, tự cấp cứu của người dân ấy. Đấy, trở là những cái cơ bản nhất. Cấp cứu chỉ cần tay chân thôi, không cần thuốc thang gì hết. Trong thời gian mà họ gọi bác sĩ, chờ bác sĩ đến thì bác sĩ sẽ hướng dẫn họ cấp cứu, làm những cái động tác trước đi để cứu sống bệnh nhân. Đấy, cấp cứu ngoại viện, tại sao mình nói với bạn là ngoài bệnh viện ấy, mình nói với bạn là bệnh nhân gần như là chết hết, bởi vì là người dân không biết cấp cứu ban đầu. Nếu người dân biết cấp cứu ban đầu sớm thì cái tỷ lệ sống tăng lên rất cao. Ban đầu như thế nhá, nếu bệnh nhân ngừng tuần hoàn như thế thì cái cấp cứu ban đầu quan trọng nhất là cái việc mà sẽ phải bỏ cái đường mà tiếp xúc với điện ra khỏi người bạn ấy. Đấy, cái thứ hai nữa là biết cách ép tim. Đấy, chỉ ép tim thôi. Đấy, ép tim thổi ngạt thế thôi, còn không phải dùng thuốc, không phải dùng gì.